bợ. Nem. Lá sung. À, mơ lông. Đây là rau để ăn mẹ vịt. Và không thể thiếu trong bữa cơm này đó là bia. Bia đấy ạ. Tuy nhiên thì cái cốc bia này tôi đã rót ra được một lúc rồi và nó hết bọt rồi. Và sau đây thì muốn tạo một bọt thì tôi sẽ có một cái mẹo giới thiệu cho các bạn cái mẹo để tạo bọt cốc bia nhé. Các bạn nhìn tôi thao tác nhé. Đũa đầu tiên chúng ta đặt vào cốc bia. Đũa thứ hai chúng ta vụt mạnh vào chiếc đũa còn lại thì sẽ tạo ra bọt nhé. Các bạn quan sát kỹ nhé. Gần em gần một chút. Nào, 1, 2, 3. Đấy. Rất là nhiều bọt các bạn nhé. Và cốc bia coi như là tươi mới luôn. Đây là cái mẹo tạo ra bọt cho cốc bia của mình, cách rất là đơn giản để phục vụ cho các bạn trong bàn nhậu. Chúc các bạn vui vẻ trong cuộc sống các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.